video ngắn sẽ giới thiệu cho bạn một cái thiết bị mới, một cái sản phẩm mới, một cái kềm Leatherman đa năng, cái gọi là Multi-Tool. Cái này là cái chạc cộng G10, thuộc cái dòng chạc ngày xưa đã có rồi, bây giờ cái phiên bản hoàn toàn mới tên là chạc cộng G10. Thì đây là cái hộp mà đựng ở cái sản phẩm lần này, thì hộp đóng gói bằng hai cái loại, hai cái cách khác nhau. Ở đây là cái hộp thì dễ tháo mở hơn, và một cách đóng gói khác là nằm trong cái vỉ đó, thì nó cũng như nhau thôi, chẳng qua là khác cái hình thức đóng gói thôi đó. Thì đây là một cái bao của nó, nó gồm tới 19 cái tool các bạn, 19 cái công cụ đó. Thì mình sẽ bảo hành 25 năm, xin lỗi các bạn, 25 năm trên toàn cầu. 19 tool thiết bị dành cho những người thích outdoor, đi du lịch dã ngoại, đi ra ngoài. Đây là cái hộp nằm trong cái vỉ, rất là đẹp. Cái điểm nhấn của cái chạc cộng G10 là cái vỏ bên ngoài, cái bán tay cầm này làm bằng cái nhựa, bằng cái chất liệu rất là cao cấp, nổi bật, với một cái màu sắc cam. Mình đang đeo cái dây, cái đồng hồ này sẵn khoe các bạn ha, rất là Tombstone luôn, cực đẹp luôn ha, một cái màu. Rồi mình sẽ khui cái hộp này. Hộp này dễ, còn này phải cắt cái vỉ này ra. Đó, sản phẩm tương y chang nhau thôi, chẳng qua đựng khác trong cái hộp. Rồi hết. Thứ nhất là một cái tờ hướng dẫn, hướng dẫn các bạn sử dụng. Đó, rất gọn. Một cái bịch ni lông có những cái công cụ nhỏ nhỏ trong này, nó cho mình rất là nhiều, thêm cái những cái tool ở trong cái vỉ này nè. Đó, các bạn thấy đó. Rồi một cái móc, cái này đang lát mình tìm hiểu. Và một cái túi đeo làm bằng dạng vải dù rất đẹp, các bạn có thể xỏ vào cái dây thắt lưng unique. Đây là nhân vật chính màu cam. Đầu tiên cầm vô là cái độ nhám các bạn, cái độ nhám là cái chất liệu này nè, nó làm không phải nhựa, nó kêu là bằng sợi thủy tinh hay là bằng cái chất liệu gì đó, rất cao cấp. Các bạn biết rồi, những cái đồ Leatherman sản xuất tại Mỹ, bảo hành tới 25 năm, mặc dù đắt nhưng mà chất là miễn bàn luôn. Những cái dân chơi, đặc biệt các bạn thích đi mô tô, thích đi dã ngoại, outdoor, cực kỳ thích những cái thiết bị của Leatherman. Và đây là sản phẩm mới nhất, chạc cộng G10 các bạn, G19 tool. Ở nhà mình cũng có xài một cái chạc cộng, nhưng mà cái bản không có cái tay cầm mà bằng nhựa, bằng cái màu này. Đây là cái những cái công cụ chính nè, thứ nhất là dao nè, thứ hai là một cái dũa. Rồi bên này là một cái dao mà răng cưa, rồi những cái móc nè. Đây là một cái lưỡi cưa rất là bén, các bạn cắt canh cây đâu được hết, nhìn như vậy thôi mà cực bén luôn, họ làm bằng cái thép cao cấp lắm. Bên trong nè, thứ nhất là cái kìm chính, rồi ở giữa cái đầu cắt dây, rồi đây là cái thước, thước đo. Và đây là cái hai cái tôm khác, một cái các bạn có thể khui hộp sữa, lon sữa bò rồi dùng cái này khui, hoặc là mở bia. Đó. Đó là phía bên này các bạn. Rồi bên này là gồm có nè, các cái tôm khác nè. Đây là một cái đồ cậy dẹp nè. Rồi đặc biệt là cái kéo là mình rất là thích cái kéo. Cái kéo nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà rất là bén nha. Đây một cái cây nhọn để các bạn có thể chọt nè. Cái cây này các bạn có thể lấy ra được, nó có hai đầu nè, nhỏ vậy thôi nhưng mà một đầu dẹp và một đầu tròn như cái tâm xi răng vậy đó. Nó có một cái lỗ nhỏ này các bạn có thể đúc vào, rút ra thay cái đầu. Đó. Kéo này buồn buồn cắt linh tinh cũng hay lắm.
này muốn đóng các bạn phải gấp lại như vậy đóng lại đó. Đặc biệt là cái này các bạn, đó, nó cho mình nè cái bộ này, tục vít dẹp này. Rồi đây nguyên một cái bộ nè, 1 2 3 4 5 6 7, 7 cây với một cái cây này nữa là 8 cây, nó còn hai cái lỗ đây các bạn có thể ép thêm vào. Nhưng cái bộ này các bạn ráng giữ ha, giữ cất kỹ để mình thay vào những cái này khi mình dặn ốc, dặn tất cả những ốc vít hay những cái gì đó thì mình có cái toàn bộ cái tool multi tool này để các bạn thay vào. Rất nhiều cái bông nè, đầu ốc nó bông nhỏ, bông lớn, rồi ngôi sao, rồi tròn các kiểu luôn, lục giác dẹp thì có hết trong này. Rất đẹp, một cái kềm gọi là mình ở nhà cũng khá nhiều rồi, nhưng mà mình thấy cái màu này mình rất là ưng ý, chắc phải kiếm một cái xài quá. Cái màu này nó đi tone với cái dây đồng hồ của mình, cho nên mình tháo ra mở ra hộp ra cái mình mê liền. Để coi cái móc này, móc này có khả năng là gắn ở đâu để làm một cái móc đeo đây. Để nghiên cứu thử nha. Cái tác dụng công dụng của hai cái phụ kiện nó cho thêm này các bạn. Các bạn nhìn ở trên cái đuôi của cái kềm nó có một cái khe ở đây nha, cái khe này. Rồi, cái này là cái móc cài. Ví dụ mình đang dùng một cái dao nhỏ nhỏ này thôi thì nó cũng có cái móc cài để mình móc vô cái thắt lưng á. Đó, thì đây là nó dàn ốc. Còn mà nó chừa cho mình một cái khe ở đây để mình gắn nó vào rất là dễ. Đây các bạn chọt từ bên này, nhớ bên này nó có một cái khóc để nó ăn vào cái nút này, cái lẫy này. Các bạn gắn thẳng vô đây, đẩy xuống. Đó, xong. Chúng ta có một cái bát cài ha. Bát cài đây, đeo thắt lưng. Ngon lành ha, nhìn bản toán không? Chơi đồng hồ Hermès dây màu cam, chơi cái này nữa là hết sảy rồi ha, đúng bài rồi. Chắc kiếm một cái đi mô tô quá. Rồi đó là cái bát cài, khi lấy bát cài ra rất là đơn giản, các bạn bấm cái chốt này xuống nè, nó bung cái này nè, đó, nó bung cái này lên thì nó mở bát cài ra, rất đơn giản ha, nhớ có kỹ, hoặc là gắn luôn đi khỏi mất công, nó rất mất nha các bạn. Rồi một cái như này nữa, nó cho mình thêm một cái này để móc dây. Đó thì các bạn nhớ cái đầu này có cái khóc này nè, thì các bạn quay ra để nó cài vô cái chốt này, các bạn gắn vô đây. Đó, rồi cái chốt này nó cùm lại là xong. Như vậy là chúng ta có một cái để chúng ta xỏ dây. Ví dụ chúng ta đi làm cái này cái kia cần, hoặc là treo ở đâu đó thì có cái chỗ để xỏ cọng dây vào đây, móc vô. Rất là hay ha, họ làm tính toán rất là kỹ lưỡng. Đó là hai cái phụ kiện tool. Rồi, như vậy là cái giới thiệu các bạn một cái Leatherman Jack Plus G10, rất là đẹp, rất thời trang. Mặc dù chỉ là những cái công cụ dành cho những người đàn ông thích tò mò tái máy, thích đi phượt, thích làm những cái đồ gọi là cơ khí. Nhưng mà càng ngày thì Leatherman càng sáng tạo, cho ra những cái phiên bản mới đầy màu sắc, đầy cái tính thời trang và thu hút cánh đàn ông. Rất đẹp. Khi mà các bạn mua hàng thì các bạn mua bằng cái box này nè, nó có nguyên vỉ luôn, nguyên vỉ luôn, rất là đẹp. Đó, đựng trong một cái hộp vỉ để các bạn thấy được là cái bao nó như thế nào, cái kềm nó như thế nào. Ở đây mình bỏ thử vào cái này. Nếu các bạn không dùng cái móc cài á thì các bạn bỏ thẳng vào cái túi mà Leatherman tặng cho mình, dài lại đó, xỏ vào đây nhìn cũng được, rất là đẹp. Hai option cho các bạn chọn, một là các bạn dùng trần trụi luôn, treo luôn mà không cần dùng cái bao dây này bằng cái móc cài. Hai là các bạn bỏ trong cái dây này, bỏ trong cái túi đi, nhìn rất đẹp. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn.